Xin chào các bạn, tiếp nối series từ vựng theo chủ đề từ tuần trước thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ôn và học thêm một số những từ vựng liên quan đến chủ đề là bệnh tật, bệnh viện hay có thể là y bác sĩ. Ok, chắc hẳn là cái chủ đề này sẽ là cái chủ đề mà chúng ta sử dụng hay là sẽ gặp rất là nhiều trong cuộc sống đời thường rồi đúng không ạ? Hãy chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại và học thêm một số những cái từ mới nhá. Ii desu ne. Ok, thì ở cái slide đầu tiên này chúng ta sẽ có một số từ vựng liên quan đến chủ đề gì đấy? Isha. Isha là gì ạ? Bác sĩ đúng không nào? Và tương tự như những video clip lần trước thì những cái từ vựng ở trong vòng đầu tiên này sẽ là những cái từ vựng đơn giản. Và càng ra vòng ngoài, càng ra vòng bên ngoài thì từ vựng nó sẽ càng ở cái cấp độ nó khó hơn. Được không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những cái từ vựng đơn giản trước mà chúng ta đã học ở cấp độ thấp rồi nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có từ naoru. Naoru nó sẽ là cái chữ Hán là chữ trị trong cái từ gì nhỉ? Chữa khỏi, được chữa khỏi đúng không ạ? Và cái này nó sẽ là tự động từ. Còn bên này đi cặp với nó sẽ là một tha động từ, đi với trợ từ ố đúng không ạ? Là naosu là mình chữa khỏi, chữa bệnh nhá, chữa bệnh hay là chữa khỏi bệnh đúng không? Bên này sẽ là được chữa khỏi. Ok, tiếp theo chúng ta chuyển đến từ YOKU NARU. YOKU NARU chữ lương trong cái từ tốt đúng không? Thì ở đây nó biến đổi trạng thái thành YOKU NARU nghĩa là trở nên tốt hơn, hay nói cái khác trong trường hợp bệnh tật như thế này thì mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Là khỏe lên, là khỏi á, được chưa? Tiếp theo chúng ta có một từ này đọc là shinsatsu. Shinsatsu nghĩa là khám bệnh nhá, khám bệnh. Tiếp theo nào, eyo. Eyo là dinh dưỡng. Tiếp theo kyūyō desu ne. Kyūyō chữ hưu với chữ dưỡng thì chúng ta có từ nghỉ dưỡng. Chữ hưu trong cái từ yasumu, yasumi đúng không nào? Thì nó mang nghĩa là nghỉ. Chữ đằng sau là chữ dưỡng trong từ nuôi dưỡng thì mình ghép lại được từ là nghỉ dưỡng nha mọi người nhá. Tiếp theo chúng ta có một từ mi dự. Mi dự trong chữ trần, chữ Hán là chữ trần mọi người nhá. Bình thường thì mọi người sẽ nhớ có một cái chữ rất là quen thuộc chính là cái chữ kiến này đúng không mọi người? Chữ kiến này là cũng đọc là mi đự với nghĩa là xem hay là nhìn. Đó. Còn từ mi đự này cũng đọc là mi đự, thế nhưng nó sẽ mang nghĩa là khám bệnh. Được nào? Mọi người nhớ để ý vào chữ Hán của nó hoặc là dựa vào văn cảnh để dịch câu cho nó phù hợp nhá. Tiếp theo chúng ta có từ mite morau. Mite morau nó chính là bắt nguồn từ cái động từ mi đự này và nó ghép nó chia sang thể t cộng với morau để tạo thành một cái câu nói thôi đúng không? Là te arai là gì mọi người? Được ai đó, nhờ ai đó làm gì đó cho mình đúng không? Ở đây là gọi là có thể là nhờ bác sĩ khám cho mình chẳng hạn. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ hidokunaru. Hidokunaru nó xuất phát từ cái tính từ đuôi y là hidoi. Hidoi là kinh khủng, là khủng khiếp đúng không? Thì đây là hidokunaru ghép vào trong cái trường hợp bệnh tật như thế này thì chúng ta sẽ hiểu nó là gì đây? Là trở nên nghiêm trọng hơn, trở nên trầm trọng hơn, càng ngày bệnh càng nặng á, được không? Ok. Tiếp theo từ này thì hơi khó một chút, từ này đọc là kanja. Kanja nhá. Mọi người để ý đằng sau cái chữ giả ấy, cái chữ giả bình thường mình sẽ đọc là sha. Thế nhưng ở đây nó biến âm thành ja, kanja nhá, là bệnh nhân, là người bệnh. Ok. Shindan. Shindan là chữ chẩn với chữ đoán. Đúng không? Thì mình sẽ có bước đầu tiên là shinsatsu là khám bệnh. Khám bệnh xong thì mình sẽ có bước là chẩn đoán. Được chưa? Nhá. Tiếp theo, mình có từ là akka. Akka, chữ ác với chữ hóa đúng không? Thì là gì nhỉ? Chữ hóa trong từ biến hóa. Đấy, thì đây mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Là chuyển biến xấu. Byōki ga akka, akka suru. Ý là nó là bệnh tình thì chuyển biến xấu. Nhá. Ok, vậy là chúng ta đã xong cái vòng ở bên trong rồi, chúng ta sẽ tiếp theo sang cái vòng thứ hai ở bên ngoài nhá. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ này đi. Khango. Khango là nói về cái việc là chăm sóc, ý là chăm sóc bệnh nhân nhá. Thì nối tiếp sang cái từ này, khango si đúng không? Si thì nói về một cái người chuyên gia nào đó. Thì đây khango si sẽ là nói về những cái người y tá điều dưỡng, được chưa? Rồi, tiếp theo từ này chi điệu. Chi điệu là trị liệu trong cái việc trị bệnh, chữa bệnh đúng không? Thì vừa nãy mình nhìn thấy đây là có shinsatsu là khám. Khám xong thì mình sẽ chẩn đoán xem là có mắc bệnh gì không. Có bệnh thì mình sẽ trị bệnh. Đó là ba bước, đúng chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có một từ te arai nhá. Te arai thì đầu tiên nếu mà mọi người hay nhìn cái bảng lương đúng không? Thì mọi người sẽ thấy có cái phần là cái phần phụ cấp ấy. Đấy, cái phần phụ cấp thì nó sẽ là te arai. Thì trong cái liên quan đến bệnh tật như thế này thì cái te arai nó còn có một cái nghĩa nữa, nói về cái việc sơ cứu nhá, sơ cứu. Hay, ok. Và từ cuối cùng ở slide này nó là cái từ byōnin. Byōnin là bệnh nhân, là người bệnh. Được chưa nào? Hay, ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến slide tiếp theo. Nó sẽ liên quan đến phần byōin. Byōin là bệnh viện, đúng không ạ? Bệnh viện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một chút một số những cái từ liên quan đến bệnh viện nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ có New in, chữ nhập với chữ viện đúng không? Thành nhập viện là vào viện đúng không? Tiếp theo, trái ngược với nó là thai in, chữ thoái thì sẽ là rời viện hay là xuất viện đấy. Nhập viện và xuất viện, được chưa nào? Đấy. Tiếp theo chúng ta có ukesuke là cái quầy lễ tân đấy nhá. Tiếp theo byōki ni naru. Byōki ni naru, byōki là bệnh đúng không? Ni naru là trở nên, trở thành. Thì nó sẽ là ở đây mình sẽ hiểu theo cái nghĩa là bị bệnh, là mắc bệnh. Ok không nào? Đấy, tiếp theo y điệu thì có thể là dịch là y liệu này. Có thể hiểu là y tế nhá, y tế, được chưa? Tiếp theo kai kê là cái việc thanh toán, tính tiền ấy. Và ở ngoài vòng ngoài này thì chúng ta có nhìn thấy cái từ đây là byōki ni kakaru. Thì cái này dịch là mắc bệnh. Thực ra cái này nghĩa thì nó giống nhau thôi. Byōki ni naru và byōki ni kakaru đều mang cái nghĩa là mắc bệnh hay là bị bệnh nhá. Và ở đây mình có thêm một từ này đọc là gì nhỉ? Cái chữ đằng trước này rất là quen thuộc là cái ô tô kuruma, thì mình đọc nguyên là kuruma. Và đằng sau cũng là một cái chữ quen thuộc, thế nhưng mà có thể là cái chữ Hán thì mọi người nhìn không quen thôi. Chính là cái isu, là cái ghế của mình ấy mọi người. Isu là cái ghế ngồi, đúng không? Thì cái kuruma isu, cái ô tô ghép với cái ghế, thì nó sẽ được ra được một cái gọi là cái xe lăn nhá. Hai. Tiếp theo một cái không thể nào thiếu khi mà mình đi viện đúng không? Đó là kenko hokensho, là chính là cái thẻ bảo hiểm y tế, được chưa nào? Và cuối cùng kyūkyūsha, cái xe gì đấy? Xe cấp cứu, được chưa? Hay, ok, vậy là chúng ta đã xong tiếp cái slide tiếp theo, từ vựng liên quan đến byōin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần liên quan đến kusuri. Kusuri là thuốc đúng không ạ? Hay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn một số từ vựng liên quan đến thuốc ở đây như thế nào. Đầu tiên, mình sẽ có một cái từ YAKKYOK. YAKKYOK là hiệu thuốc nhá. Tiếp theo chúng ta có từ kusuri o morau. Morau là nhận. Ở đây là nhận thuốc, lấy thuốc đúng không? Và có một cái từ, mà không phải một cái từ mà là một cái cụm nữa cũng dùng rất là nhiều, là cái từ kusuri o nomu. Nomu là uống, thì đây là uống thuốc thôi. Cái này rất là đơn giản, tầm N5 là chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Hay, ok. Vậy thì quay tiếp sang cái vòng ở bên ngoài sẽ là một số những cái từ vựng khó hơn một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào đây. Chữ này. Vừa nãy chúng ta có kusuri o nomu là uống thuốc ở tầm cấp độ N5 đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên đây có một cái từ nữa. Fukuyo. Chữ fuku trong cái từ trang phục quần áo, yo là trong cái chữ dụng đúng không? Thế nhưng mà ghép lại fukuyo là bằng với kusuri o nomu. Đó, thì cái từ fukuyo này nếu mà mọi người đi mua thuốc ở ngoài hiệu thuốc ở Nhật về thì mọi người để ý những cái cách dùng ấy. Chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy cái chữ này. Lúc nào nhớ để ý nhá, hoặc là ở nhà bây giờ nếu mà có một cái loại thuốc bổ gì đó mọi người có thể mở ra xem. Chắc chắn nó sẽ có cái từ fukuyo này ở trên cái phần hướng dẫn sử dụng. Ok. Hay, uống thuốc được chưa nào? Tiếp theo chúng ta có từ gì? Fukusayo. Fukusayo là cái tác dụng phụ. Có rất là nhiều bạn đọc nhầm cái chữ tác này thành xác cự, nhưng ở trong trường hợp này nó chỉ đọc là sa thôi. Fukusayo nhá. Tiếp theo itami dome. Itami là đau. Dome ở đây là biến âm thành dome đúng không? Bình thường là tome. Itami dome, dome là dừng. Thì ở đây là gì nhỉ? Gọi là giảm đau ấy. Giảm đau. Tiếp theo Cái này thì quen thuộc rồi. Me là mắt, me gusuri, biến âm đúng không? Me gusuri là thuốc mắt này, thuốc nhỏ mắt. Tiếp theo chúng ta có kampoyaku. Kampoyaku chính là cái thuốc đông y á, thuốc bắc á. Được chưa? Đấy. À, từ này vitamin dạy. Vitamin thì chúng ta đều biết rồi, nó giống với tiếng Anh thôi là vitamin, đúng không? Thì đây là cái gì đấy? Gọi là cái viên vitamin thôi. Dai trong cái từ viên nhá. Hay. Tiếp theo từ này nhìn khó đúng không? Jōzai. Jōzai là cái dạng thuốc viên. Thuốc viên, viên nén á. Được chưa nào? Hay. Tiếp theo Kona gusuri. Kona gusuri. Kona thì nó là bột. Vậy thì mọi người có thể hiểu luôn cái từ Kona gusuri này là thuốc bột đúng không? Hay, chính xác. Hay. Tiếp theo chúng ta đến cái từ kapuseru. Kapuseru chính là cái loại gì đây mọi người? Loại này gọi là gì nhỉ? Chính là cái viên con nhộng. Cái thuốc dạng thuốc con nhộng đúng không? Còn cái bên này chính là cái jōzai này. Đó, đây chính là cái thuốc nén. Bên này là kapuseru nhá. Hãy tiếp theo torochi là viên ngậm. Thuốc ngậm ạ. Tiếp theo kōsei bushitsu. Kōsei kháng sinh. Bushitsu. Kōsei bushitsu sẽ nói về cái dạng hay là cái loại thuốc kháng sinh. Được chưa? Hãy tiếp theo iyakuhin. Iyakuhin ý là đang nói về những cái dược phẩm. Dược phẩm. Và yakuzaishi. Yakuzaishi, cái chữ shi này thì vừa nãy nói đúng không? Nó là một cái từ chỉ một cái người, một cái chuyên gia nào đó. Mà một cái chuyên gia liên quan đến thuốc thì mình sẽ gọi là gì nhỉ? Dược sĩ đúng không? Yakuzaishi là dược sĩ mọi người nhá. Tiếp theo chúng ta có từ alergi là dị ứng. Và shōhō. Shōhō là cái việc kê đơn thuốc. Bên cạnh đó mình sẽ có cái từ shōhōsen. Shōhōsen là đơn thuốc, là toa thuốc. Ok không nào? Ii desu ka? Hay, rồi. Tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần liên quan đến gì đấy ạ? Shinryo. Shinryo. Cái từ shinryo này ấy, nó là cái gì nhỉ? Là cái việc khám và chữa bệnh. Nó bao gồm tất cả các bước, từ đầu tiên là khám bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa trị bệnh nhá. Thì nó gọi chung là shinryo. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn. Đầu tiên sẽ là cái phần vòng ở bên trong trước. Cái từ quen thuộc nhất với chúng ta chắc chắn là ai cũng biết. Ma đê đự đúng không ạ? Ma đê đự là được sinh ra. Đúng không? Được sinh ra. Hay. Ok, tiếp theo một từ nữa. Haisha. Haisha đúng không? Ha là răng, isha là bác sĩ. Thì đây nói về bác sĩ gì nhỉ? Bác sĩ nha khoa đúng không? Hay. Tiếp theo chữ huyết đọc là chi là gì nhỉ? Máu đúng không? Ok. Hãy chị te arai. Te arai, te là tay, arai arai là rửa, ở đây là ghép vào rửa tay. Te arai đấy. Ok, te arai. Hãy chị kaifuku. Kaifuku chữ cái từ này mang nghĩa là gì nhỉ? Hồi phục á, hồi phục. Tiếp theo một từ này cũng rất là quen thuộc. Thế nhưng mà nếu mà nhìn vào chữ Hán thì có thể là mọi người sẽ cảm thấy hơi lạ mắt một tí. Từ này đọc là Kê-ga. Kê-ga là gì nhỉ? Hãy bị thương đúng không? Ok, Kê-ga là bị thương. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái vòng thứ hai, cái vòng chữ nhạt hơn một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái từ này Hone. Hone là xương. Xương nhá. Tiếp theo Kizu. Kizu nói về cái vết thương. Cái từ này đố mọi người đọc được cái chữ này bao giây? Ok, từ này đọc là yakedo. Yakedo là bị bỏng không mọi người? Yakedo bị bỏng. Ok nhá. Tiếp theo shoka. Shoka cái này ghép Hán Việt thôi, chữ tiêu với chữ hóa đúng không? Trong từ tiêu hóa. Hãy chị từ này kokyu. Kokyu là hô hấp, hít thở. Kokyu desu ne. Hãy tsugi naika. Naika ghép lại thôi. Ka trong cái chữ khoa thì đây là khoa nội đúng không? Từ này là một cái từ rất là dễ nhầm. Nào mọi người, từ này đọc là gì? Có ai đọc là gai cả không? Hai từ này đọc là ghê cả mọi người nhé. Ghê cả là khoa ngoại. Nhớ từ này nhá, nó đọc đặc biệt một chút. Ai ghi từ này shodoku. Chữ tiêu với chữ độc ấy mọi người. Shodoku là tiêu độc. Hãy ghi mushiba. Từ này gặp ở trong cái phần từ vựng liên quan đến cơ thể con người ở cái video trước rồi đúng không? Không biết có bạn nào đã xem chưa? Từ này đọc là mushiba. Mushiba là răng sâu. Đấy, tiếp theo từ này là Shinzo. Shinzo là tim. Tim trong người mình nó đang đập thình thịch ấy, chứ không phải là cái từ kokoro nhé. Cái kokoro thì nó sẽ nói về gọi là cái trái tim, nhưng mà nó mang nghĩa trừu tượng hơn. Được chưa? Hay. Từ này shinke. Shinke là thần kinh, dây thần kinh các thứ ạ nhá. Tiếp theo từ này vừa nãy mình có chi là máu rồi đúng không? Từ này đọc là ketsueki. Ketsueki. Chữ máu này, đằng sau là cái chữ gì nhỉ? Chữ eki trong cái từ chất lỏng ấy. Thì đây sẽ là ketsueki, cũng là máu thôi đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo kinikutsu. Kinikutsu là cơ bắp. Cơ bắp nhá. Đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái vòng cuối cùng ở bên ngoài. Đầu tiên chúng ta có từ no. Gì nhỉ? Não đúng không? Đấy, no. Tiếp theo Naizo. Naizo nói về nội tạng nói chung nhá. Naizo. Từ này là hai. Hai là phổi. Phổi. Khanzo. Khanzo là gan. Gan đúng không? Và từ này là Cho là ruột. Từ này hơi khó một tí. Shikshin. Shikshin nói về cái việc là phát ban nổi mẩn lên ấy. Nó nói chung về cái tình trạng của da, nó bị dị ứng, nó bị phát ban, nó bị nổi bẩn đỏ các thứ chẳng hạn, gọi là shikshin. Hãy gì? Seke gê cả. Cái này vừa nãy mình đọc là gê cả rồi mọi người nhớ nhá. Cái đằng trước thì là seke trong từ chỉnh hình. Vậy thì cái này sẽ dịch là gì nhỉ? Mình có cái khoa gì? Khoa gọi là khoa chấn thương chỉnh hình đấy đúng không? Ok. Rồi tiếp theo ở dưới mình có từ kinikutsu. Cái từ kinikutsu mình vừa gặp ở đâu nhỉ? Đây. Đây, kinikutsu là cơ bắp đúng không mọi người? Tsu, chữ đằng sau đọc là tsu, nó chính là trong cái từ itai là đau á. Thì đây chính là đau, đau cơ. Được chưa? Kinikutsu nhá. Tiếp theo mình có một cái từ là dihabiri. Ở đây là tập vật lý trị liệu á. Là cái việc vật lý trị liệu sau khi mà ốm dậy hay là bị bệnh các thứ thì mình sẽ có những cái phương pháp tập vật lý trị liệu để cải thiện chức năng cơ thể. Đấy. Tiếp theo fusho. Fusho là bị thương nhá, bị thương. Kê-ga. Kê-ga. Ghép Hán Việt lại thôi, mình có từ này là huyết quản. Đúng nào? Huyết quản. Ok. Hai, junkanki. Junkanki là cái cơ quan tuần hoàn nhá, cơ quan hay là hệ thống đấy, cơ quan tuần hoàn. Tiếp theo, từ này liên quan đến chi điệu, chữ thị với chữ lực thì mình ghép lại được thị lực đúng không? Chi điệu. Tiếp theo, chữ viễn với chữ thị. Ghép lại mình có nghĩa rồi đúng không? Quan trọng nó đọc là gì đấy? Enshi đúng nào? Enshi. Hãy gì trái ngược với nó là kinshi, cận thị đúng không? Kinshi. Rồi. Tiếp theo là chokaku. Chokaku là thính giác. Cái từ cho này chính là trong cái từ chokai. Chokai trong cái phần thi chokai là phần thi nghe của mình đó mọi người. Thì đây là chokaku là thính giác, được chưa? Hãy chị hifuka. Cái từ đằng trước này nó là hifu là da. Da. Cả là khoa đúng không? Ở đây là khoa da liễu. Và từ cuối cùng ở trong slide này đó là cái từ jibi inko ka. Ở nửa năm thì chúng ta đã từng làm quen với một cái cụm từ là jibi ka. Đúng không? Jibi ka. Thì cái từ đấy hồi nửa năm thì mình cũng đã được biết nó mang cái nghĩa là gì nhỉ? Khoa tai mũi họng đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì trong cái cụm đấy nó chưa có cái họng. Nó chưa đủ. Nó phải thêm cái từ inko này nữa. Inko là họng đấy, họng ít hầu đấy. Đấy, thì nó mới đủ thành cái khoa tai này, mũi này và họng. Jibi inko ka. Hơi dài một tí. Được không nào? Ok. Thì mình có thể nhớ tách ra. Nhớ tai này. Jibi. Tai, mũi và họng ghép lại. Sau đó thêm cái chữ ka ở cuối cùng. Thì mình sẽ được cái khoa tai, mũi, họng. Đúng không nào? Ii desu ne. Hai. Ok. Và cuối cùng mình sẽ có một cái phần liên quan chung chung đến byōki, đến bệnh tật. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đây nhá. Đầu tiên, itai, đau đúng không? Cái này rất là quen thuộc rồi. Tiếp theo, tsurai này thì nó nghĩa khá là rộng. Thì trong cái trường hợp bệnh tật này nó cũng sẽ nói về cái sự đau khổ, cái sự thống khổ, cái sự khó chịu nào đó. Thì ngoài ra không liên quan đến bệnh tật thì nó còn nói về cái gì đấy. Nói về cái việc có thể là cái công việc vất vả này, hay là chia tay một người bạn thân, đúng không? Mình cảm thấy rất là tsurai, cảm thấy rất là khó chịu ở trong người, cảm thấy không vui, không thoải mái, thì cũng có thể sử dụng cái từ tsurai này nhá. Ok, tiếp theo chia sẻ là tiêm. Tsukareru là mệt đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái vòng ở bên ngoài. Chúng ta có từ đầu tiên, từ này đi. Kurushi, chữ khổ đúng không? Trong cái từ khổ sở vất vả. Khổ sở vất vả. Thì cái từ kurushi này mọi người có thể nhớ nó với một số từ vựng như kiểu là ikigurushi. Iki là hơi thở ấy. Ikigurushi là gì? Khó thở. Hay là negurushi. Ne trong từ me đự là ngủ, thì là khó ngủ. Đấy, kiểu như thế. Rồi tiếp theo cái từ này mình có là từ kensa. Kensa là kiểm tra, đúng không? Tiếp theo cái từ này hơi khó một tí rồi đúng không? Hareru. Hareru là sưng. Sưng cục lên như này. Đấy, tiếp theo taion. Taion là nhiệt độ cơ thể. On này trong ôn độ, nhiệt độ. Tai này trong karada là cơ thể đúng không? Thì mình ghép lại được cái từ là nhiệt độ cơ thể. Taion o hakaru, tức là đo nhiệt độ cơ thể đấy. Tiếp theo cái từ jiu tai, cái này thì nó mang cái nghĩa là cái tình trạng nguy cấp, tình trạng khẩn cấp, nói về tình trạng bệnh nặng. Đấy. Tiếp theo shiujutsu là phẫu thuật. Yuketsu là truyền máu. Kenko, từ này rất là quen thuộc đúng không? Kenko là sức khỏe. Tiếp theo nào, chữ huyết với chữ áp đúng không? Thì mình ghép lại luôn, đọc là ketsuatsu. Ketsuatsu là huyết áp. Huyết áp thì mình có thể mở rộng luôn ra ngoài bên này đúng không? Mình có cái từ te ketsuatsu và ko ketsuatsu, có thể là mọi người sẽ đoán được luôn. Đây là huyết áp thấp và đây là huyết áp cao. Đấy, ghép lại thôi đúng không? Rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta có từ jutsu. Jutsu là đau đầu. Dư ở đằng trước là trong cái từ atama là cái đầu, đằng sau chính là cái chữ itai, đúng không? Là đau. Thì ghép lại mình có từ jutsu là đau đầu. Đấy. Itami, vừa nãy itai là đau đúng không? Itami bỏ i đi, cái này tính từ đuôi i, bỏ i đi thêm mi thì nó chuyển thành danh từ. Đây chính là dạng danh từ hóa tính từ, đúng không? Itami là cơn đau. Tiếp theo kayui. Kayui là một tính từ đuôi i, là ngứa. Thì kayumi giống tương tự như vừa nãy, đây nó đang bỏ i đi thêm mi vào thì là cái sự hay là cái việc đúng không? Hay là cái cơn ngứa. Đấy, rồi. Haki kệ nhá, cái này đọc đặc biệt. Cái chữ này bình thường mình hay đọc là ki đúng không? Thế nhưng trong trường hợp này nó sẽ đọc là kệ. Haki kệ là cái cảm giác, cái cơn buồn nôn. Đấy. Hết vòng thứ 2 rồi. Bây giờ sẽ là cái vòng thứ 3 ngoài cùng, vòng cuối cùng. Hai chữ này vừa nãy chúng ta đã ôn kèm với cái từ ketsatsu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp luôn. Từ này đọc là taichō. Taichō là gì nhỉ? Hay. Chính là tình trạng sức khỏe. Taichō ga ii. Taichō ga warui, nói về là mình khỏe hay là mình không khỏe đấy. Đấy, gì? Darui. Darui là mệt mỏi. Ý là nói về cái việc cơ thể mệt mỏi, mềm nhũn ra, không có sức lực nhá, darui. Đấy. Từ này, fukutsu. Cái chữ đằng trước là cái chữ phục trong cái từ onaka hay là trong cái từ hara là bụng. Đằng sau thì chính là chữ itai rồi đúng không? Thì ghép lại là đau bụng. Đấy. Tiếp theo, yōtsu. Yōtsu. Cách đọc là như vậy. Cái chữ đằng trước này chính là cái chữ đứng của mình sẽ đọc là koshi, là cái phần hông, cái phần eo này. Đấy. Thì đây chính là cái phần gọi là đau hông, đau phần lưng này, đau phần hông này nhá. Rồi, từ này ở Nhật thì chắc chắn là mọi người sẽ đều khá là quen thuộc với cái từ này. Kafunsho. Kafunsho là dị ứng phấn hoa. Cái phần cái bệnh dị ứng phấn hoa ấy nhá. Tiếp theo, Zensoku. Zensoku là hen suyễn. Hen suyễn đúng không ạ? Đấy. Từ này hiesho. Hiesho là gọi là cái cảm giác mà dễ bị lạnh chân tay ấy. Không biết là có bạn nào có cái triệu chứng hay là cái căn bệnh kiểu dạng như thế này không? Tức là chân tay rất là dễ bị lạnh. Đó nhá, hiesho. Tiếp theo, shinketsu. Shinketsu sẽ là thiếu máu. Cái chữ hin ở đằng trước chính là trong cái từ mà mazushi là nghèo. Đằng sau là máu đúng không? Ý là nghèo máu, ý là nói về cái việc thiếu máu. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo, hatsunetsu. Hatsunetsu, phát sốt. Ghép Hán Việt lại thôi, đúng không? Phát sốt. Tiếp theo, binetsu. Binetsu là sốt nhẹ. Sốt nhẹ. Còn sốt cao là gì? Konetsu, đúng không? Konetsu, chữ ko trong cái từ takai là cao ấy, trong cái từ này. Đấy, konetsu là sốt cao. Đó, được chưa? Tiếp theo, hossa. Hossa là phát tác, phát bệnh. Đó. Rồi, tiếp theo này, chữ hàn với chữ khí, kanki. Kanki nói cái về cái việc nhỉ? Nhiễm lạnh. Nhiễm lạnh. Đấy, từ này ghê đi, đúng không? Ghê đi là bị đi ngoài, bị tiêu chảy. Rồi, gì? Shoujo desu ne. Shoujo là triệu chứng, nói về triệu chứng bệnh đấy. Từ này là karo. 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 Chữ đằng trước là chữ quá trong cái từ sugi đự. Đằng sau chữ đô là chữ lao trong cái từ gì nhỉ? Lao lực, lao động các thứ. Thì đây chính là nói về cái việc gì nhỉ? Lao lực quá mức, karo, ý là quá vất vả đấy. Và từ cuối cùng ở đây sẽ là cái từ myaku. Myaku. Myaku là mạch. Chưa? Mạch. Hay, ok. Vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn lại cũng như là học thêm một số những cái từ vựng liên quan đến bệnh tật, liên quan đến bệnh viện, liên quan đến thuốc thang rồi đúng không mọi người? Hay, và hy vọng là thông qua video clip này thì mọi người cũng đã biết được thêm một số những cái từ vựng mới để có thể áp dụng vào trong đời sống của mình nhé. はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。